được lâu chưa cô? Khoảng 2-3 năm đi rồi. Dạ. Đây là cô là người Huế phải không? Xin là bánh bánh lọc cô ha. Bánh lọc nhân tôm thịt. Bao nhiêu tiền một cái vậy cô? 70 ngàn. Ồ, rẻ quá. Vì cô bán cho sinh viên hả? Có 20. Đây là cô Sương là người gốc Huế nha, bán bánh nậm và bánh lọc ở bên hông trường trung cấp dạy nghề Bình Thạnh. Cô bán rất là rẻ, bánh lọc chỉ có 2 ngàn một cái thôi. Còn bánh nậm là bao nhiêu cô? Bánh nậm nữa. Bánh nậm cũng 2 ngàn thôi, quá rẻ, rẻ nhất Sài Gòn luôn. Rẻ, quải, đi. Dạ. Tại vì khu này sinh viên, học sinh cô ha. Ăn mấy cái bánh như thế này nè, gói lá nó sạch sẽ và vệ sinh, cái con cũng không dám ăn những chỗ khác đâu. Ai thử ăn mà rẻ thì ngon. Dạ, ngon quá. Đây là bánh nậm. Lá, được gói trong lá chuối, cái màu rất là đẹp. Vì cái khẩu lạ lấy nè nè con này, khẩu lạ lấy nè nè. Rưỡi là bắt đầu đi rồi, đi bộ từ bên đường nơi Trăng Long qua đây khá là xa. Là cô từ ngoài Huế vào đây ở trọ và làm bánh để đi bán. Thì vì sao cô biết chỗ này mà cô bán? Có ba làm đây. Mỗi ngày cô làm được khoảng 150 cái bánh à? Nhiều khi
làm từng này nhiều khi làm ý kiểu đó. Rồi các thầy ở trong trường có hôm là thấy cô cực quá cho nên là mua hết bánh ủng hộ cho cô luôn. Đúng chứ gì đó. Còn nếu mà bình thường thì cô Sương bán đến khoảng 4 rưỡi 5 giờ là hết bánh nha các bạn. Nhiều khi 4 rưỡi 5 giờ và nhiều khi 6 giờ rồi chưa hết chứ gặp ngày. Gặp ngày là hết trễ hơn. Để. Phải đến 6 7 giờ mới hết. Rồi cô ở trọ bên đó với ai? Ờ với con. Con của cô đi làm gì ạ? Con cô làm nghề mới đây vậy. Cũng đi làm ở gần đây. Làm tìm cửa sắt ở đâu? À làm tìm cửa sắt. Rồi hai mẹ con ở đây. Đông không gần đông không ăn. Dạ. Cô có mấy người con? Đấy. Cô có mấy người con? Một. Có một người con trai đó thôi. Rồi ở ngoài quê của mình cũng làm ruộng vất vả hả cô? Cô làm ruộng nghề. À, cô làm ruộng nghề hết. Làm ruộng nghề mình nuôi con. Dạ, nuôi con. Rồi bây giờ con đi làm cũng chưa có đủ tiền để nuôi mẹ. Cho nên cô vẫn phải đi bán bánh. Năm nay cô Sương bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. Hả? Con biết cái làm cực đi ra. Chứ mà ở già là bình. À ở nhà vậy. Già làm cái năm mà cái già chật. Cô có 14 đi. Những người phụ nữ quê dù vất vả nhưng mà vẫn rất là chịu khó. À, cô Sương năm nay đã 70 tuổi rồi. Nhìn bề ngoài của cô thì con nghĩ là cô trẻ hơn. À được. Dạ. Cô là một người phụ nữ Huế. Vừa đi đau mài con. Dạ. Hay không? Đau người, đau xương, đau khớp hả cô? Cho 3 tuổi với con này. Đã một mình nuôi con mấy chục năm nay rồi đó. Cô quê ở huyện nào vậy cô? Hương Trà. Cô Hương Trà. Ở Hương Trà. Từ Thiên Huế. Mà mình làm mà kịp được phải 2 giờ mình đi bán với con rồi. Thân ra kịp. Nên là 6 giờ là bắt đầu đi chợ mua tôm, mua thịt. Về để lột tôm, lột thịt rồi đánh bồn, rồi gói bánh, rồi hấp bánh nữa. Là đến 12 giờ. Một mình cô làm như vậy cũng là nhanh đó. Mà cô thì làm thì chậm mà đều làm sạch sẽ.